Ok thì hai xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để làm một cái cảm biến chống chạm như bạn. Ok thì như bạn đã thấy thì ở đây thì mình có gồm có một cái cục pin 1650 nè, và một cái cảm bi mạch cảm biến chuyển động các bạn. Không hẳn là mạch cảm biến di động, cái này là mạch cảm biến mà vật thể, chỉ cần tiếp cận lại là nó sẽ truyền truyền tín hiệu cho cái mạch relay này nó hoạt động bạn. Ok thì nguyên lý hoạt động như sau nha. Thì đây cái tai mịn lên đây chính là tượng trưng cho cánh cửa nha. Khi mà cánh cửa mà nếu ăn trộm á, nó bẻ khóa được, nó mở cái cánh cửa ra thì nó sẽ chuyển động. Và khi nó chuyển động như này nè thì cái mạch cảm biến này nó sẽ truyền tín hiệu về cho cái relay này, và nó sẽ đóng đóng relay, và nó sẽ kích hoạt cái chuông á, cái còi á. Đây đây mình có còi chip nào, tí xíu nữa mình sẽ lắp vào thì nó sẽ báo động lên, và nó sẽ báo động cho mình hay, và mình sẽ ra mình bắt nó. Ok thì các bạn thấy những lý động thì như thế. Cánh cửa nếu như để như thế này thì nó sẽ ngắt relay, và chuông nó sẽ tự tự ngắt và nó sẽ không có hoạt động khi mà cánh cửa nó di chuyển nè. Đó thì relay nó sẽ đóng và nó sẽ mở nguồn cho cái còi này hoạt động. Ok thì nguyên lý hoạt động như thế đó các bạn, rất là dễ hiểu. Ok thì cái này thì nó lắp ráp cũng khá là đơn giản và tốn ít chi phí luôn bạn. Cái này thì có 8.000, và cái mạch relay này có mười mấy ngàn à. Và cục pin này thì ở nhà nếu bạn có thì bạn có thể sử dụng, hoặc là sử dụng cái nguồn sạc điện thoại cũng được đó. Ok thì vận động những cái động rất là đơn giản. Thì cách đấu nối thì mình sẽ luôn mình nói luôn nè. Thì ở đây thì gồm có VCC và GND. Và đây cũng mạch nè, mạch cảm biến này cũng tương tự luôn. VCC và GND các bạn chỉ cần nói tương ứng với nhau. Và sau đó cấp nguồn cho nó là bằng cái pin này. Thì VCC tức là nguồn dương là cộng các bạn, và GND chính là nguồn âm. Khi các bạn chỉ cần nói nguồn âm và nguồn dương vào cái GND và VCC, các bạn vừa nãy mình mới nói các bạn ghép tương ứng vào. Và còn một cái nữa, và đây thì cũng có một cái là in và out. Ở đây thì có là out nè, là xuất ra bạn, xuất cái tín hiệu ra, còn đây là in vào tín hiệu để cho nó hoạt động cái relay, thì rất là đơn giản. Nếu như các bạn muốn xem sơ đồ nó nói kỹ thì các bạn có thể nhắn tin cho mình trực tiếp cho mình qua cái tài khoản Facebook cá nhân các bạn, Facebook cá nhân ở phần mô tả video các bạn. Ok thì nguyên lý động thì rất là đơn giản. Ok thì bây giờ mình sẽ lắp cái còi này vào đây luôn nha. Mình chưa lắp cái còi này vào cái relay này nữa, bây giờ mình sẽ kết lắp và cho bạn xem luôn. Tạm thời mình sẽ gỡ cái dây này ra, bây giờ mình lắp cái này vào, sau đó mình gắn lại. Và mình sẽ làm một bộ hoàn chỉnh, và mình sẽ gắn vào cái cửa và test thử cho bạn xem luôn. Rất là hữu ích luôn này. Bạn lắp nó như công tắc vậy bạn. Đây. Chân nó nè. Mình cứ lắp nó như công tắc đi. Đây tiếng Trung Quốc nên các bạn khó hiểu. Ở đây tức là ở chính giữa này là cổng cơm nè, bên trái sẽ là cổng NO, và bên 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 trái sẽ là cổng NC, bên đây sẽ cổng NO nè bạn. Một chân các bạn sẽ lắp vào cổng NO, và một dây cấp nguồn cho cái này nè, rồi sẽ lắp vào cổng cơm. Nói chung là lắp lắp như công tắc các bạn, chỉ cần lắp như công tắc là được. Còn một chân còn lại các bạn nói trực tiếp vào nguồn luôn, nguồn bằng cái pin đó. Ok thì rất là đơn giản, lắp hệt công tắc luôn mày. Cái relay có nhiệm vụ là nó đóng ngắt, có chức năng cũng giống với công tắc, nó sẽ truyền tín hiệu và nó sẽ ngắt.
hay là đóng để cho cái cậu này hoạt động. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cho bạn xem nè. Một chân thì chúng ta sẽ lắp vào nguồn CC, nguồn NO. Ok, sau khi lắp ghép xong thì bạn sẽ được một cái như thế này nha, một cái mạch gần như thế này. Ok, thì chúng ta chỉ cần cái cửa đây nè, cửa chỉ cần xích ra một tí xíu thôi là cái mạch cảm biến nó sẽ truyền tín hiệu về cho cái relay, và nó sẽ đóng relay và mở nguồn cho cái cầu chip. Bạn các bạn nhìn xem mình làm thử nè, và một chút mình sẽ làm hoàn chỉnh cái bộ này luôn và mình sẽ test cho bạn xem luôn nha. Đây, bây giờ mình sẽ di chuyển cái cửa này nha. Đó. Lập tức cái relay nó sẽ đóng và nó sẽ mở cái cầu chip lên và sẽ làm cho cầu chip nó báo động lên các bạn. Đó. Nó báo động rất là ồn luôn bạn, mình có thể nghe rõ luôn á. Chỉ cần cái cửa để lại như cũ là nó sẽ hết. Mà như các bạn biết thì nếu như báo động thì ăn trộm chạy rồi, nó đâu có ở đó làm gì các bạn. Đó, cái cửa lại nè, nó sẽ cửa đóng lại, nó sẽ tạm dừng, sẽ hết kêu. Khi mà cái cửa mở ra thì nó sẽ kêu liền. Mình có thể chỉnh khi nào mình ra khỏi nhà mình hả bật cái này lên, còn khi nào ở nhà thì mình sẽ tắt nó đi để tránh khi mà mình mở ra thì nó cứ kêu kêu và nó ồn vậy, thì rất là tiện lợi luôn. Ok, mình sẽ làm một cái bộ hoàn chỉnh và mình sẽ test thử cho bạn xem luôn nha.